Xin chào anh chị em, cảm ơn anh chị em trong thời gian qua đã ủng hộ shop em rất là nhiều nha. Hôm nay em tiếp tục lên một số combo cá bé màu đồng giá 3 cặp 100.000 cho anh chị em mình có thể lựa chọn về thả những cái hồ thủy sinh đó, hay là mình làm giống thì cũng rất là ok nha. Trước mắt anh chị em đây là dòng HB Blue nha anh chị em. Loại này thì em nuôi ngoài trời, nuôi trực tiếp ngoài trời, ánh sáng nắng chiếu vào nè, mưa rớt xuống luôn nè, mà nó vẫn rất là trâu bò nha anh chị em, cá rất là lanh luôn, chỉ cần chạm tay vào hồ là tụi nó bu lại liền. Loại HB Blue này thì là 40.000 cặp nha anh chị em. Anh chị em nào bắt combo 3 cặp sẽ là 100.000. Đó, màu sắc cá thì em sẽ bảo đảm cho anh chị em y chang video luôn. Về anh chị em mình chỉ cần nuôi trong một cái hồ nó có nền đề can đen giống em vậy nè, là con cá nó sẽ lên màu xanh xanh, thân mình màu đen giống hệt như video em đang quay. Tại vì em ship code cho anh chị em. Đó là mình có nghĩa là mình nhận cá, mình kiểm tra cá rồi mình mới trả tiền á, cho nên là bảo đảm cá em sẽ gửi cho anh chị em mình đúng mẫu, đúng mã anh chị em mình đặt. Em không có dám gửi cá tào lao cho anh chị em mình đâu, anh chị em cứ an tâm, tại vì gửi cá tào lao anh chị em đâu có nhận đâu à. Mình ship code mà mình được quyền kiểm tra cá mà, gửi cá tào lao anh em không nhận thì chết em nữa. Cho nên là em không làm ẩu đâu nha. Anh chị em nào có cần thì cứ nhắn qua số điện thoại em để góc phải màn hình ha. Đó cũng là Zalo của em luôn, anh chị em có cần thì cứ nhắn qua cho em cái làm chốt cá liền. Và dòng tiếp theo đây là dòng Dumbo Gettai nha anh chị em. Dòng này là bất hủ theo thời gian luôn, tại vì cái vẻ đẹp của nó rất là trường tồn luôn. Đó, không có thời gian nào mà nó hết hút hết trơn á. Nó luôn hot anh chị em à. Đó, dòng Dumbo Gettai này là 40.000 cặp. Em bán combo 3 cặp sẽ là 100.000 cho anh chị em mình luôn. Thả hồ thủy sinh hay là thả hùm mướp đều rất là đẹp luôn. Em chơi cá đến nay cũng 4 năm rồi đó mà chưa thấy cái dòng cá nào mà lúc nào nó cũng bán được như là Dumbo Gettai hết trơn. Rồi và dòng tiếp theo đây, đây là dòng mà nuôi hồ kính rất là ok nha anh chị em. Nó có nửa thân đen vàng. Dòng này có tên là HB Yellow. Dòng HB Yellow đợt này thì em bán cho anh chị em cũng 40.000 cặp luôn. Và combo 3 cặp sẽ là 100.000 luôn nha anh chị em. Đó, HB Yellow, cá thì y chang video đang quay luôn ha. Rất là đẹp luôn nha. Đó. Và anh chị em muốn nuôi cái dòng cá bé màu này nó được ok nhất á, nó ít bị sốc nước sốc nhiệt đồ anh chị em, thì mình nên chuẩn bị nước trước ở trong hồ 2-3 hôm rồi mình hả đặt cá về và thả cá nha anh chị em. Đó, còn anh chị em nào mà không có chuẩn bị nước trước về mà mình đổ cá ra liền á thì con cá rất là dễ bị sốc nước này kia luôn. Đó, anh chị em nhớ lưu ý giúp em chuẩn bị nước trước 2 ngày ở trong hồ rồi mình hả đặt cá ha, dù mắt đỏ hay mắt đen, chuẩn bị nước trước trong hồ 2-3 ngày là nuôi được hết nha anh chị em. Còn đây là dòng HB Get anh chị em. HB Get loại này thì nó có một màu đen đỏ đặc trưng rất là đẹp luôn, đỏ tươi luôn ha. Đó, loại này thì còn được mệnh danh là hoa hồng của giới cá bé màu nè, HB Get. Loại này thì em bán cũng 40.000 cặp luôn, anh chị em nào bắt lẻ á, thì ủa anh chị em nào bắt lẻ thì 40.000, còn bắt combo 3 cặp vẫn là 100.000 nha anh chị em. Đó, anh chị em có thể bắt combo loại này loại kia, mỗi loại 3 cặp hay là mỗi loại 1 cặp 2 cặp gì đó, về mình bỏ vô cái hồ thủy sinh hay là cái hồ kiến gì đó. Đó, nó có nhiều màu ở trong cái hồ của mình thì nó sẽ rất là đẹp luôn ha. Rồi và dòng tiếp theo em xin giới thiệu với anh chị em, đây là dòng Metal Bluegrass nha anh chị em. Metal Bluegrass thì đợt này em lên cũng hơi ít cho nên là em bán cho anh chị em mình cũng combo 40.000 cặp và combo 3 cặp sẽ là 100.000 luôn ha, cho đi cho nó nhanh anh chị em ơi. Em có tầm 7 cặp à, không có nhiều ha. Metal Bluegrass dòng này thì khá là hiếm, rất ít anh chị em làm luôn á. Đó, em thấy hồi đợt mà mới nhập về thì thấy nhiều người làm lắm luôn, mà sao mấy nay thấy lướt không có thấy ai làm loại này nữa trơn, dường như là người ta không có mê màu này nữa hay sao á. Đó, em thấy giờ còn có mấy leo que, có mấy người chơi dòng này à. Rồi và dòng kế tiếp em lên cho anh chị em, mà anh chị em nào mà muốn kiểu như mà cá vừa đẹp mà nó rẻ nữa thì chơi loại này, chỉ có 5.000 một con thôi nha. Đó, chỉ có 5.000 một con thôi, anh chị em không nghe làm đâu. Đây là beta thêm mái thủy sinh nha anh chị em. Loại mái này là mái của loại hóc môn á. Nó cũng lên màu sắc xanh đỏ vàng tím nhá, rất là nhiều màu luôn. Loại này chỉ có 5.000 một con thôi và em nhận gửi đi từ 40 con nha anh chị em. Đó, anh chị em nào đặt lần thì 40 con thì em sẽ ship cho anh chị em ha. Em sẽ ship cho anh chị em một cái thùng mốt nguyên luôn. Đó beta thủy sinh đi lần 40 con, giá 5.000 con, màu sắc thì cực kỳ tươi đẹp y chang như video đang quay luôn ha anh chị em. Anh chị em cứ an tâm, nhận cá thì bảo đảm con cá em sẽ bảo hành cho anh chị em sống khỏe cho anh chị em luôn. Nói không phải là cá rẻ mà em không bảo hành đâu, vẫn bảo hành cho anh chị em bình thường. Đó, nhận cá khỏe mạnh ok rồi thanh toán tiền luôn giúp em ha. Rồi và dòng kế tiếp em lên cho anh chị em nữa, đây là dòng gồng đỏ Indo của anh chị em. Gồng đỏ Indo, loại gồng đỏ Indo này thì đợt này em cũng bán cho anh chị em mình giá như mấy loại kia thôi, cũng 40.000 cặp ha, giờ combo 3 cặp vẫn là 100.000. Loại này thì đặc biệt là em nuôi ngoài trời từ nhỏ đến lớn, cho nên anh chị em nào mà có đang nuôi mấy cái bể thủy sinh ngoài trời thì cứ an tâm nha. Đây thực tế nhất cho anh chị em luôn, chỉ che một cái lớp lưới lan ở trên thôi, ở trên, còn cá ở dưới, cá thì nó ở dưới nó không có được che gì nữa trơn á. Ánh sáng nắng chiếu trực tiếp mà mưa xuống nó cũng rớt xuống hồ luôn, cho nên là bao khỏe mạnh ok luôn ha. Chỉ cần anh chị em mình chuẩn bị nước trước thôi là có thể nuôi được 40.000 cặp.
combo 3 cặp 100.000. Nó còn dòng kế tiếp đây là dòng gồng tím mộng mơ nha anh chị em. Loại gồng tím này đợt này em bán cho anh chị em cũng 40.000 cặp luôn, combo 3 cặp 100.000. Loại gồng tím này đáng lẽ em sẽ bán cao giá hơn anh chị em, tại vì làm gồng tím nó khoai lắm anh chị em à. Nó không có ra thuần. Gồng tím này nó sẽ anh chị em mình nuôi thì nó sẽ ra thêm màu đỏ với là màu vàng, màu cam nữa. Nó bị nhiễm anh chị em, cho nên là phải lựa lại những con tím về nè, nó cực lắm. Nuôi mà đẻ ra 100 cặp là nó nhiễm tầm 20% á anh chị em. Khoai lắm, em mê màu tím lắm cho nên em mới cố gắng em làm tới bây giờ á anh chị em. Còn đây, dòng này nó cũng khoai khoai giống gồng tím nè, nhưng mà nó đẹp anh chị em à. Mấy cái dòng nào mà nó có tỷ lệ nhiễm cao á thì nó sẽ ra được con cá mà nó không nhiễm thì nó đẹp lắm. Nó có sức hút á. Đây, dòng này là dòng gồng xanh, giờ combo của nó cũng là 3 cặp 100.000. Bắt lẻ cặp cũng là 40.000 nha anh chị em. Clip nó nhanh quá hay mình nói không kịp. Còn đây là dòng mới ở bên em, đây là dòng Ivory nha anh chị em. Loại này anh chị em lưu ý với em là cá tơ nha. Cái này tại em quay gần cho nên là anh chị em thấy nó to to á, chứ nó ngoài nó cũng bé bé xinh xinh thôi nha anh chị em. Nó không bự lắm đâu. Máy thì em bảo đảm cho anh chị em mình đó là máy bầu ha. Đó, Ivory Hóc Môn. Loại này thì em bán cho anh chị em mình 80.000 cặp ha, 80.000. Loại này em cũng có ít rồi cho nên loại này thì không có combo, anh chị em mình có cần á về làm giống á thì em sẽ chia cho anh chị em ha. Cứ 80.000 cặp. Thôi không mấy giờ anh chị em bắt hai cặp đi, hai cặp để cho anh chị em mình 150 ha, hai cặp 150. Rồi và dòng kế tiếp, lò này thì có nhiều anh chị em mới chơi hay hỏi lò này phải coi đầu xanh thôi nè, không phải đâu nha anh chị em. Lò này là blue tạc văn á, blue tạc văn lên cái đầu xanh xanh. Lò này anh chị em lưu ý là mình nuôi ở chỗ mà có ánh sáng nắng giống như em đang quay vậy nè. Có tí ánh sáng chiếu vô là cái màu đầu con cá nó lên y chang như video luôn. Bảo đảm cho anh chị em luôn, chứ mình nhận con cá ở trong bọc á, cá trong bọc là anh chị em hình không có thấy cái màu đầu đâu anh chị em. Nó đen thui à. Anh chị em mình cho nó ra nắng xíu giống như em vậy nè là cái đầu tự nhiên nó lên màu xanh à. Nhìn đã lắm. Lò này thì cũng 40.000 cặp luôn, combo 3 cặp 100.000. Có mấy con cái đầu màu xanh lá anh chị em, lò đó thì là game Moco ha. Em cũng có bán luôn, giá cũng như game luôn thật văn vậy đó. 3 cặp 100.000, lẻ 1 cặp 40. Anh chị em mà cần đầu xanh lá hay xanh nước biển thì cứ nhắn qua cho em có đủ cho anh chị em mình luôn. Còn lò này là full gold nha anh chị em, nó dòng cá quốc dân rồi. Lò này thả hồ thủy sinh, hồ động bộ nè, rất là đẹp luôn, siêu cute, siêu vàng, màu vàng phong thủy may mắn. Lò này thì combo nó sẽ rẻ hơn nha anh chị em. Lò này thì em bán chỉ có 30.000 cặp à. Giờ combo 4 cặp đi, 4 cặp 100.000 nha anh chị em. Và phí ship bên em là 30.000. Giao toàn quốc luôn. Anh chị em nào có cần dòng nào thì cứ nhắn qua cho em, cái là em sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh chị em mình liền. Mình có thể gọi trực tiếp qua cho em hoặc là nhắn tin qua cái là em chốt đơn cho anh chị em mình liền nha. Rồi, cảm ơn anh chị em đã xem video. Chúc anh em một ngày thật là vui nha.